Mới đây, Google đã tiết lộ danh sách các xu hướng của mình cho năm 2022 liên quan đến các cụm từ tìm kiếm. Đứng đầu 10 tìm kiếm thịnh hành nhất cho các nam, nữ diễn viên thuộc về tài tử Johnny Depp. Trong danh sách vừa được công bố, diễn viên có xu hướng tìm kiếm nhiều nhất ở vị trí số 1 là Johnny Depp, người đã có một năm gây nhiều tranh cãi nhờ một phiên tòa rất công khai chống lại vợ cũ diễn viên Amber Heard. Vụ kiện phỉ báng của ngôi sao phim cướp biển vùng Caribe với vợ cũ Amber Heard cùng động thái của anh sau vụ kiện vẫn được theo dõi sát sao. Ở vị trí thứ hai sau Johnny Depp trong danh sách này cũng là một cái tên làm rung chuyển giới giải trí thế giới, nam diễn viên Will Smith. Ở vị trí thứ ba, người nhận vị trí này cũng là một cái tên rất quen thuộc, Amber Heard, vợ cũ của Johnny Depp. Không thể phủ nhận nữ diễn viên phim Aquaman và vụ án của cô với chồng cũ là một trong những câu chuyện lớn nhất trong năm, đặc biệt là khi cô tiếp tục thực hiện các hành động pháp lý sau phán quyết của tòa án. Billboard đã đăng tải các danh sách xếp hạng cuối năm dành cho năm 2022, trong đó đứng đầu bảng xếp hạng của nghệ sĩ là Bad Bunny. Với hàng loạt thành tích nổi bật, Bad Bunny xứng đáng là nghệ sĩ hàng đầu trên các bảng xếp hạng Billboard của năm 2022. Được giới chuyên môn đánh giá cao và chiếm trọn trái tim yêu nhạc của khán giả, không có bất ngờ khi ca sĩ Bad Bunny cùng dự án Un Verano Sin Ti dẫn đầu top 50 album xuất sắc nhất Billboard năm nay. Đĩa nhạc giúp nam nghệ sĩ phá vỡ kỷ lục của chính mình với 13 tuần thống trị Billboard 200. Người hâm mộ không mấy bất ngờ trước thành tích này của nam ca sĩ, bởi trước đó, album của anh đã càn quét các bảng xếp hạng của Billboard trong nhiều tuần liên tiếp. Nam ca sĩ Bad Bunny cũng làm nên lịch sử khi sở hữu album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên được đề cử hạng mục album của năm tại Grammy. Trên tạp chí Rolling Stone, cái tên Bad Bunny cũng luôn ở hàng top trong danh sách cuối năm. Album mới của nam rapper xếp ở vị trí Á quân, trong khi đó ca khúc Titi Me Pregunto lại xếp hạng đầu trong danh sách 100 ca khúc xuất sắc nhất năm 2022. Mới đây, phần 2 của bom tấn Avatar The Way of Water, tựa Việt là Dòng chảy của nước, đã có buổi công chiếu toàn thế giới tại London, Anh. Các nhà phê bình khẳng định phần 2 của Avatar thậm chí còn hoành tráng và mang lại nhiều cảm xúc hơn phần 1. Sau buổi công chiếu, hàng loạt những lời khen ngợi đã được dành cho đạo diễn đại tài James Cameron và bộ phim. Các nhà phê bình đều khẳng định phần phim mới thậm chí còn xuất sắc hơn phần đầu tiên. Entertainment Weekly tỏ ra vô cùng bất ngờ và choáng ngợp trước những công nghệ mới mà James Cameron sử dụng trong phim lần này. Trước đó, giới phê bình dự đoán Avatar The Way of Water có khả năng thu về doanh thu khủng 135 triệu đô la Mỹ chỉ sau 3 ngày đầu mở bán tại thị trường nội địa Mỹ. Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ cũng có thể theo dõi tiếp câu chuyện của gia đình Sully từng làm mưa làm gió trong Avatar phần đầu tiên. Đây cũng là nguyên nhân khiến phần 2 được kỳ vọng lập kỳ tích doanh thu tại các phòng vé. Trước đó, phần phim đầu tiên ra mắt vào năm 2009 đã thu về 77 triệu đô la Mỹ trong 3 ngày mở màn tại Mỹ. Trở lại với dự án mới có tên The Glory, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã hóa thân thành nạn nhân của bạo lực học đường, luôn ấp ủ âm mưu trả thù những kẻ đã từng bắt nạt mình. Export News đưa tin, nội dung của loạt phim The Glory do nữ diễn viên Song Hye Kyo đóng vai chính đã được hé lộ. The Glory có nội dung kể về quá trình trả thù đầy kịch tính của nữ chính đối với những kẻ đã hại mình sau khi sống sót khỏi những ngày tháng bị bắt nạt ở trường trung học. Nét tính cách cô độc u ám của nhân vật được thể hiện phần nào qua hình ảnh cô ngồi một mình dưới tán cây cổ thụ trong poster tung ra cách đây vài ngày. Trong phim, các nhân vật có cuộc đời rất khác nhau nhưng song song đó lại hòa hợp một cách lạ thường. Tác phẩm hứa hẹn mang đến cho người xem một thế giới của những cuộc trả thù đau thương. Bộ phim cũng đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa biên kịch Kim Eun-suk và nữ diễn viên Song Hye Kyo. Trước đó, nữ diễn viên 41 tuổi đã tham gia vào tác phẩm Hậu duệ mặt trời và được nhiều khán giả yêu thích.